Kính thưa quý vị đại biểu, ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi, nằm ở địa đầu Tây Bắc của Tổ quốc, Lai Châu không chỉ có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, mà còn là vùng đất có nền văn hóa vô cùng phong phú và đặc sắc, được vun đắp bởi 20 dân tộc cùng sinh sống. Trong đó, dân tộc Dao là một trong những dân tộc bản địa. Hiện tại, người Dao có dân số đông thứ 3 trong tỉnh. Người Dao Lai Châu có 2 ngành và 4 nhóm, trong đó có các nhóm Dao Đỏ, Dao Khâu, Dao Tuyền và Dao Đầu Bằng. Nổi bật trong kho tàng văn hóa dân tộc Dao phải nhắc đến tín ngưỡng dân gian và thờ cúng là một nhân vật nổi trội, đóng vai trò vô cùng quan trọng là cầu nối giữa con người và các thế lực siêu nhiên. Ngoài các nghi thức kết nối thì bộ trang phục cũng phần nào thể hiện sự trang trọng, thiêng liêng và vị thế của người thầy trong lòng cộng đồng. Thí sinh trình diễn trang phục nghi lễ dân tộc Dao Đầu Bằng thuộc phái Tam Thanh. Đây là bộ trang phục thường được các thầy cúng mặc trong nghi thức chay sấy, nghi thức rơi đài trong lễ hội Tù Cải. Thưa toàn thể quý vị, bộ trang phục với gam màu chủ đạo là màu đỏ, bên trong là chiếc áo màu đen cộc tay, cổ đứng 3 phân, dài qua gối, được trang trí và thêu thùa nhiều hình tượng hoa văn muôn thú để phân biệt giữa các phái với nhau và cũng là để phân biệt thứ hạng của các thầy cúng. Ngoài ra trên áo còn đính các quả bông với nhiều gam màu khác nhau, tô điểm thêm độ sặc sỡ cho bộ trang phục. Trước mắt quý vị là bộ trang phục cô dâu ngành Dao Tuyền. Bộ trang phục có gam màu chủ đạo là màu đen, áo dài qua gối và xẻ tà 2 tấm tạo sự năng động uyển chuyển. Phần cổ áo và hai ống tay áo được nẹp thêm nhiều vải màu tạo điểm nhấn cho phần tay áo. Sự khác biệt rất lớn so với trang phục ngày thường là chiếc kiềng đính kèm với các sợi xà tích và 3 tấm bạc mỏng cùng với các quả nhạc tạo sự trang trọng của cô dâu trong ngày cưới, phổ biến là những chiếc vòng tay bằng bạc trắng. Nổi bật trong bộ trang phục cô dâu người Dao Tuyền là chiếc mũ bạc được phủ kín bằng tấm khăn màu đỏ. Đỉnh mũ tương đối bằng phẳng được thắt lại bằng các sợi tua rua sặc sỡ, thả về phía sau lưng tựa như những chuỗi hoa rừng vô cùng đẹp mắt. Khác với những bộ trang phục của cô dâu trong ngày cưới, trang phục của chú rể người Dao Đỏ được thiết kế khá đơn giản. Trang phục lễ cưới nam giới của ngành Dao Đỏ có quần làm bằng vải đen tràm, ống chân què. Áo tứ thân có cổ đứng 5 phân, gồm có 4 túi, áo được cài cúc bằng cúc vải. Trên cổ áo và hai bên sườn cúc áo được nẹp thêm vải đen tạo độ cứng cáp cho chiếc áo. Hai bên hàng cúc và 4 túi áo được đính bằng các chữ hạt cườm với nhiều gam màu. Trên người chú rể cũng khoác lên mình 2 tấm vải màu đỏ được vắt chéo trước ngực qua vai ra đằng sau với ý nghĩa được bình an, may mắn và hạnh phúc của hai vợ chồng. Khăn cuốn trên đầu chú rể là một dải khăn màu đen dài 3-5 mét. Ở hai đầu được thêu các hình thù cỏ cây, hoa lá và đính các quả bông với nhiều màu khác nhau. Trước mắt quý vị là phần trình diễn với bộ trang phục ngày thường của người phụ nữ ngành Dao Đỏ ở huyện Thanh Đường, tỉnh Lai Châu. Với màu đen làm chủ đạo, nhìn thoáng qua tưởng chừng như đây là bộ trang phục khá đơn giản nhưng lại có nhiều chi tiết tương đối phức tạp. Áo của người phụ nữ Dao Đỏ ở Lai Châu là áo dài đen vuông qua gối, dọc hai bên nẹp áo từ cổ xuống bụng được thêu các đường nét hoa văn hình chữ thập, xen lẫn là các đường chỉ kim tuyến chạy song song với nẹp áo. Phía ngoài cùng của nẹp áo được gắn các chuỗi hạt cườm, điểm xuyến xen kẽ các quả bông len nhiều màu. Tất cả các chi tiết đường nét được sắp xếp hài hòa với nhau như một bức tranh thổ cẩm đa sắc màu. Phần ống tay được can ghép bằng nhiều loại vải hoa văn tạo thành những đường nét hài hòa, cuốn hút cho bộ trang phục. Phần thân trước của áo được phủ lên bằng một chiếc yếm vải xanh. Yếm được thêu hoa văn to hiền và trang trí bằng các chữ hạt cường đang hình mắt lưới tạo nên sự kín đáo, e ấp. Quần của người phụ nữ da đỏ cũng được thêu nhiều hàng hoa văn khác nhau bằng 7 màu chỉ trên nền vải bông tô đen hết sức tinh tế tỉ mỉ. Thường ngày người phụ nữ sử dụng khăn quấn kín đầu, chiếc khăn được làm bằng vải đen màu tràm. Để quấn được phải sử dụng tấm khăn dài 5-7 mét quấn đến vòng thứ ba được thẻ động ba mắt rồi mới tiếp tục quấn tiếp để tạo hình dáng tương xứng đôi mắt. Thưa toàn thể quý vị, mời quý vị cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa những bộ trang phục thân dụng liên hoan của các thí sinh đến từ tỉnh Lai Châu. Chương trình Zone In
của đoàn Lai Châu đến đây là kết thúc.